Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các mẹ thêm một món cháo ăn dặm truyền thống. Đó là mình sẽ làm cháo cá lóc nấu với rau khoai lang. Cá lóc hay còn gọi là cá quả hay là cá chuối thì rất là nhiều dinh dưỡng, mà đặc biệt là thịt của cá lóc thì ngọt thơm, không bị ít mùi tanh, và các bé thì rất là dễ ăn. Mình có thể dùng cá lóc để nấu cháo, nấu mình làm chà bông cũng được, mà mình nấu súp cũng được. Rau khoai lang đây, mình dùng một ít rau lá rau khoai lang. Rau khoai lang thì rất tốt, nó có cung cấp nhiều vitamin và các chất xơ, đặc biệt là đối với các cái bé mà các bé hay bị táo bón thì rau khoai lang cho các mẹ cho các bé ăn cũng rất là tốt nhé. Hôm nay thì mình đã chuẩn bị sẵn, mình nấu sẵn cháo. Bây giờ thì công đoạn đầu tiên là mình sẽ mang cá lóc này đi mình luộc. Mình luộc cá lóc thì mình ở những video trước mình cũng có chia sẻ với các mẹ là mình sẽ cho mấy lát gừng để nó khử cái mùi tanh của cá và cá của mình được thơm ngon hơn nhé. Mình chuẩn bị nước để mình luộc cá. Mình cho cá của mình vào, mình luộc. Trong thời gian mà mình đợi cho cá nó chín thì mình sẽ mang rau khoai này mình đi bằm nhé. Sau khi mà mình bằm xong rau khoai lang và cá thì mình luộc xong, mình gỡ bỏ phần xương và phần da cá, mình lấy phần thịt cá và mình cũng bằm nhuyễn, hoặc mình có thể lấy cái muỗng mình tán nhuyễn. Và bây giờ thì mình sẽ đi nấu cháo nhé. Cái phần mà nước mình luộc cá thì các mẹ có thể bỏ đi cái phần gừng, và mình sẽ dùng luôn cái nước luộc cá để mình nấu cháo nha. Đây, mình sẽ cho cái cháo của mình đã nấu sẵn vào. Các mẹ đừng sợ là cái nước luộc cá này của mình nó tanh. Thật ra thì trong cái nước luộc cá này mình đã bỏ gừng nên là nó cũng không có mùi tanh. Mình giữ lại cái nước này mình nấu thì cháo của mình nó sẽ ngọt hơn. Và nếu mà mình có nước luộc rau củ là nước dashi thì mình có thể dùng để nấu cháo nhé. Bật bếp này. Cháo của mình đã sôi lên thì mình sẽ cho cả phần cá và phần rau vào luôn nhé. Cá tại mình đã hấp chín rồi nên là mình dùng chín rồi nên mình không có cần phải cho vào trước. Mình sẽ cho vào cùng với rau luôn. Hôm nay thì bé nhà mình nó đang bị nóng mọc răng nên là mình nấu cháo loãng một chút để cho bé dễ ăn. Đối với cái giai đoạn mà bé bắt đầu ăn dặm, mà trong cái khoảng thời gian mà cùng với bé đang mọc răng rồi hay bị sốt hoặc là hay bị nóng sốt đó, nên là cũng biếng ăn hơn. Đây mình sẽ cho vào một chút xíu nước mắm, 2-3 giọt nữa thôi. Sôi thêm một chút xíu nữa thôi, tại vì cái này thì chỉ cần cho cái rau của mình nó chín là được, còn cháo và cá thì đã chín sẵn rồi.
được rồi nha các mẹ. Còn đối với những cái món cháo mà là thịt sống hoặc là trứng thì mình phải để cho cháo của mình sôi kỹ từ 5 đến 7 phút, sôi đục bục, sôi rất là kỹ để cho đồ ăn nó chín. Cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây thêm một muỗng dầu ăn. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một chén cháo cá lóc nấu với rau khoai lang. Hy vọng là với món cháo này thì các bé sẽ ăn ngon miệng và các mẹ sẽ có cho mình thêm phong phú thêm cái thực đơn ăn dặm này cho bé nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các chia sẻ với các mẹ một số mẹo, hay là cũng không phải là mẹo mà là cũng mình sẽ giới thiệu với các mẹ một cuốn sách mà mình có. Đây là cuốn sách ăn dặm kiểu Nhật mà mình đã đặt mua. Thì ở trong cái cuốn sách này thì nó giới thiệu rất là đầy đủ về cái cách cho bé ăn dặm, mà từ cái thời kỳ bắt đầu ăn dặm, và rất là nhiều kiến thức hay về cách cho bé ăn và chăm sóc bé, cũng như là các cái thực đơn dinh dưỡng để cho bé có đầy đủ cái nhóm dưỡng chất để phát triển. Đồng thời bên cạnh đó thì mình cũng có file mềm của cái cuốn sách này, là file file bằng file mềm mà các mẹ có thể, nếu mà các mẹ cần thì các mẹ có thể comment cái địa chỉ email ở dưới cái video này để mình có thể gửi cho các mẹ cái cuốn sách là ăn dặm kiểu Nhật, ăn dặm không nước mắt, hoặc là một số các cái cuốn sách mà giới thiệu về cái phương pháp ăn dặm, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm chăm sóc bé. Theo mình thì đối với các bé mà ở độ tuổi bắt đầu ăn dặm thì có rất nhiều phương pháp cho ăn, nhưng mà đối với bé nhà mình thì mình đã tìm hiểu và mình cho bé thử cả 3 phương pháp. Nhưng mà đối với bé nhà mình thì mình thấy là bé hợp tác với những cái món ăn dặm cháo của ăn dặm truyền thống nhiều hơn, bé ăn được nhiều hơn và cũng đỡ mất thời gian cho mẹ. Nhưng mà mỗi bé thì cái thể trạng nó khác nhau, và cũng tùy vào cái điều kiện của cái hoàn cảnh của mình, là mình có thể có thời gian nhiều hoặc là mình có thuận tiện như thế nào thì dành cho bé thì mình làm, chứ cũng không nhất thiết là mình phải bó buộc theo một cái phương pháp nào cả. Chủ yếu là bé cảm thấy ngon miệng, và mình mẹ và bé đều là những cái người đồng hành với nhau rất là lâu, nên là không thể là thấy bé này mình ăn được phương pháp này ở bé đó ăn giỏi quá hay ăn tốt đồ thô quá, mới 9-10 tháng mà đã ăn được cơm rồi, hay là nhà này kia. Những như vậy thì cũng rất là tốt. Như bé nhà mình thì bây giờ 9 tháng thì bé vẫn ăn được cơm, vẫn ăn được cơm hạt, mình làm trà bông cá hồi mình cho bé ăn với cơm thì bé vẫn ăn được. Nhưng mà ăn ít, và mình thì mình cảm thấy là như vậy thì không đủ cho bé, để một ngày để không đủ dinh dưỡng cho bé, nên là mình vẫn cho bé ăn kèm, ăn thêm cháo, một ngày 2 bữa cháo. Một bữa là cho bé ăn với gia đình, là ví dụ như là mình sẽ cho bé ăn cơm, ăn những cái đồ hấp, đồ luộc, hoặc là ăn là trái cây. Nói chung là mình sẽ kết hợp rất là nhiều thứ, chứ mình không bó buộc là bé phải ăn cháo hay là bé phải ăn cơm, bé phải ăn đồ thô. Nên là các mẹ cứ mình cho bé thử tất cả những cái phương pháp, và nếu bé cảm thấy thích thú hay là bé phù hợp với phương pháp nào thì mình lựa chọn phương pháp đó nhé. Ở đây thì mình, bé nhà mình thì mình vẫn kết hợp cả 3 phương pháp, mình vẫn cho ăn đồ ăn thô, vẫn cho ăn cháo truyền thống mà như mình vẫn hay giới thiệu với các mẹ về những cái thực đơn cháo, và mình cũng cho bé ăn thêm những cái đồ mà ví dụ như là
không, những cái đồ mà mix với nhau từ trái cây ở trong cái thực đơn ăn dặm này. Nhưng mà cũng chia sẻ với các mẹ là bé nhà mình thì cũng không không phải là mẹ nấu nhiều mà bé ăn được nhiều hoặc là bé sẽ mập, không phải các mẹ ạ. Tại vì đối với mỗi thể trạng của mỗi bé thì khác nhau. Đấy, nó đang đang, đang thấy mẹ để sách là nó lại nó dành đấy. 9 tháng thì bé nhà mình biết đứng đứng được và có thể tự bước được. Có nghĩa 1 2 bước thì khoảng bé nhà mình khoảng 10 tháng hoặc là 10 12 tháng thì bé có thể đi vững. Bé cũng không tăng cân nhiều nhưng mà cái trộm vía là bé cũng khỏe mạnh, cũng nhanh nhanh nhẹn. Đó là những cái điều mà mình nghĩ là khi chăm sóc các bé thì các mẹ nên lưu ý, đó là mình cũng không hoàn toàn là mình không để ý đến cân nặng, nhưng mà cân nặng cũng chỉ là một phần để đánh giá cái sự phát triển. Các bé vẫn phát triển trong cái mức cân nặng phù hợp và không bị suy dinh dưỡng, không bị những cái vấn đề về sức khỏe, mà các bé vẫn vẫn ăn ngủ bình thường thì các mẹ cũng không nên quá lo lắng, cũng không nên là thấy con người ta mập mà là con mình phải mập. Đó là cái tâm lý mà không tốt cho bé một chút nào. Vậy những cái chia sẻ của mình ở trên đây thì hy vọng là sẽ giúp các mẹ có thêm được phần nào những cái suy nghĩ tích cực về cái phương pháp cho con ăn. Đối với các bé còn nhỏ thì mình cũng không nên quá quan trọng cái điều là các bé phải ăn được quá nhiều, thì mình cứ một cái liều lượng nào phù hợp đối với bé nhất, cảm thấy mình cũng yên tâm nhất là được. Vậy nếu mà các mẹ nào cần cái cuốn sách này hoặc là một số những cái cuốn sách về chăm sóc em bé thì có thể inbox cho mình hoặc là gửi comment những cái email để mình có thể gửi những cái file mềm của những cái cuốn sách này cho các mẹ nhé. Các mẹ không cần phải mua đâu, một cuốn sách này mình mua cũng rất là 125.000, nhưng mà nếu mà các mẹ có email thì mình sẽ gửi, mà mình sẽ tặng các mẹ nhé, khoảng 3-4 cuốn sách như thế này mình có xin được của các bạn á, các mẹ khác á, thì mình sẽ chia sẻ cho các mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ có thể like và đăng ký kênh để mình đồng hành cùng với nhau về quá trình mà chia sẻ cái quá trình mà nuôi các bé nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.